Tất nhiên là câu này giải tay là chua đó, không dễ đâu. Câu này giải tay là em phải lấy đạo hàm. Sau đó em phải tìm cái nghiệm của đạo hàm trên cái đoạn. Mà nếu lấy đạo hàm thì em phải đối diện với một phương trình lượng giác cơ bản đúng không? Cho nên lời khuyên vẫn là thay bồ. Nhập cái hàm này vô. Nhưng trước khi thay bồ các em hãy nhìn nè. Hãy kêu đi nè. Coi coi cái máy đang ở chế độ nào. Nếu nó đang ở chế độ độ trong khi cái đoạn nó kêu chạy là Gradient thì phải đổi sang Gradient. Đổi sang Gradient là Shift Mode. Thì bấm quay rồi. 22. Em sẽ đổi sang Gradient đúng không? Xem nhập hàm này vô. Trừ cos 5x. Rồi. Em chạy giống hồi nãy thôi, mình có cái đoạn chạy rồi. Trừ pi chia 4 đến pi chia 4. Đến pi chia 4. Bước là cuối trừ đầu chia 44 đúng không? Cuối là pi chia 4, đầu là trừ pi chia 4 cho nên cái bước của nó là pi chia 2 chia 44. Bấm cho chính xác nha. Rồi giờ quan sát thôi. Nó kêu tìm min phải không? Min 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 min. Quét hết cái bảng con min là mấy? Mới đầu 4,2 xong tăng lên. Tăng vào giảm. Giảm xuống 4 xong rồi tăng lên. Cho nên chúng ta có thể kết luận min là 4. Cho nên là câu A.